Quý anh chị thấy cái vị trí em đứng ở đây là đâu quý anh chị? Ngay chỗ này gọi là trung tâm của trung tâm thành phố biển Nha Trang nha quý anh chị. Ngay chỗ này là quảng trường 2 tháng 4. À, phía xa xa kia là tháp Trầm Hương nha quý anh chị. Đó, rồi bên cạnh cái quảng trường 2 tháng 4 sẽ là cái chợ đêm Nha Trang. Và phía trước mặt bên đây á sẽ là biển Nha Trang ha quý anh chị ha, biển trung tâm Nha Trang. Đó, ngay chỗ này là sẽ là cái cộng công viên quảng trường nè, nơi mà hay tổ chức những cái sự kiện lớn của Nha Trang á, như là festival biển nè. Đó, cũng như là mấy cái lễ hội lớn là thường là tổ chức ngay chỗ quảng trường này luôn. Đó. À, ra ngoài kia là sẽ là cái bãi tắm ha. Nhìn xa xa kia sẽ là cái đảo Vinpearl. Đó. Và hôm nay thì em sẽ gửi đến cho quý anh chị một cái bất động sản cực kỳ đẹp, vị trí cực kỳ đắc địa luôn. Nó nằm ngay bên cạnh quảng trường này luôn quý anh chị. Nơi tập trung khách du lịch nhất nhiều Nha Trang. Căn nhà này thì chỉ có 7 tỷ 7 thôi. Đó. Mình sẽ hữu cho mình một căn nhà 1 trệt 2 lầu, sẽ xây trên cái diện tích đất là 85,9 m² luôn quý anh chị. Căn này mình có thể cho khách du lịch thuê là có đảm bảo là ra một tháng là có khách vô thuê liền luôn quý anh chị. Đi bộ ra quảng trường 2 tháng 4 là rất là gần luôn. Rồi bây giờ thì em sẽ dẫn quý anh chị đi vào trong mình tham quan cùng em nha. Đó. À, hôm nay thì sẽ bắt anh cameraman đi bộ với em tí. Để quý anh chị mình dễ hình dung vị trí ha. Thì cái đường này là đường Nguyễn Thiện Thuật nha quý anh chị. À lộn, đường Nguyễn Thị Minh Khai. Đường Nguyễn Thị Minh Khai đó, đấu nối đi vô là gặp đường Văn Đồn, đấu nối ra Lê Hồng Phong. Đó, và là một trong những cái trục đường vàng sau đường Trần Phú ha quý anh chị ha. Đó, bên cạnh đây là quảng trường 2 tháng 4 ha. Đó, ở đây thì đó, vị trí vàng mà, cho nên là kinh doanh buôn bán cực kỳ nhiều. Cho nên là ở đây nè, quý vị nhìn thấy khách du lịch không? Rất là nhiều luôn. Đó. Thì căn nhà mình thì nó chỉ cách cái quảng trường là khoảng lâu lầm 250 m thôi nha quý anh chị. Rồi em qua đây. Đó. À, cái chỗ vị trí nhà mình là mình sẽ vô trong con đường Tôn Đảng. Thì bên cạnh đây là bên đối diện nè quý anh chị, nhìn thấy mấy hãng xe taxi xanh không? Rồi cái cổng kia tổ dân phố văn hóa số 8 là mình sẽ vô trong cái đường đó quý anh chị ha. Đầu đường có cái cửa hàng tiện lợi nè, đó. Đặc sản biển nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ cùng vô trong căn nhà đó nha quý anh chị. À, em quay là lúc bây giờ là cũng cỡ 10 giờ trưa rồi quý anh chị. Đó. Xe hơi nhiều quá. Ở đầu đường có cái cửa hàng tiện lợi nè, số 1 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Lộc Thọ, trung tâm Nha Trang. Đó. Bây giờ thì mình sẽ vô trong đây. Đó, đây là khu vực này là khu vực phố Tây cho nên là rất là đông khách du lịch luôn. Khách Nga, khách Hàn, khách Trung không quý anh chị ha. Đây có nhà hàng Hàn Quốc nữa nè. Đó, rất là nhiều khách Nga luôn, khách Hàn, khách Trung. Đó, ở đây thì quý anh chị mà có một cái bất động sản ở đây là đảm bảo mình có thể là cho thuê, kinh doanh, cho khách du lịch thuê là thoải mái luôn. Đó, quý anh chị thấy không? Ở đây rất là nhiều cửa hàng kinh doanh, buôn bán cho khách du lịch ha. Ở trong đây thì khách sạn nè, spa nè, tòa nhà khách sạn lớn không? Ai quý chị thấy không? Đó, trong này có quán ăn, nhà hàng cho khách nước ngoài nữa. Đó. Đây là một trong những cái căn nhà mà nằm ở vị trí đắc địa nhất mà em từng quay vậy quý chị ha. Đó, rất nhiều các cửa hàng luôn. Thì đầu đường vô của cái nhà mình đó là sẽ có một cái khách sạn đây, Sea Life nè. Đầu đường vô cũng có cái spa nữa nè. Dọc cái đường này là kinh doanh hết nha quý anh chị. Giống như một khu giống như một khu phố đi bộ vậy quý anh chị. Ở đây có spa làm đẹp nè. Đầu đường này nói chung là khu này như là một khu phố đi bộ dành cho người khách Việt kiều ha, cho khách du lịch. Thì bây giờ mình sẽ vô trong con đường này quý anh chị ha.
Đường này thì hiện trạng là rộng đâu đó là khoảng 5 mét thôi. Đó, đường vô mình cũng rộng khoảng 5-6 mét. Đó, thì bây giờ mình sẽ vô trong đây. Thì cái đường này là vừa là vô nhà mình cũng như là vô trong cái khách sạn này luôn nè quý anh chị. Đó, khách sạn này là khách sạn Mabel đúng không anh? Đó, khách sạn này là khách sạn Mabel đúng không? Đó, trên này có... Đó. Bên cạnh mình là có một cái khách sạn đây, khách sạn 5 sao ha. Đó là cái nhà mình bên cạnh khách sạn 5 sao, mình sẽ vô trong cái đường này ha. Đó thì nhà mình là có cái khuyết điểm là đường xe máy đó, nhưng mà nó nằm ngay trung tâm, giá này thì chắc chắn là ô tô là không có rồi đó. Đầu đường tới hai khách sạn luôn, khách sạn này nữa nè. Rồi bây giờ mình sẽ vô trong cái đường này ha. Đường này thì rộng khoảng đâu đó là 1,5 mét nha quý anh chị, gần 2 mét đó, đường này đó. Đây, căn nhà hôm nay em giới thiệu cho quý anh chị đây. Đó này có spa đó nè. Spa trong này thì quý anh chị cũng có thể làm spa được ha. Do nó nằm ở trung tâm cho nên là khu này là khu phố đi bộ mà, cho nên là người ta đi bộ vô làm dịch vụ cho nước ngoài hoặc là cho thuê du lịch rất là ok luôn. Đó thì nhà mình thì em sẽ giới thiệu sơ cái thông tin sổ sách nha quý anh chị. Đây thì anh vô đây. Đây thì nhà mình sẽ có một cái khoảng sân rất là rộng. Đó quý anh chị mà kinh doanh spa hay là kinh doanh các dịch vụ cho khách hàng là đảm bảo khách nước ngoài là đảm bảo cái sân này là đậu xe thoải mái luôn quý anh chị. Khách vô đi xe máy thì có thể đậu khoảng mười mấy chiếc trong cái sân này ha. Đó thì cái nhà mình á thì sẽ có, hiện tại thì chủ đang làm để chuẩn bị là gộp cái phần đất ở ngoài sân này vô cái nhà của mình ha quý anh chị ha. Thì cái nhà mình thì hiện tại trên sổ đang là 48 m² nha quý anh chị, 48 m², quay mặt về hướng đông bắc, nhà xây hoàn công là 1 trệt và 2 lầu đó. À, diện tích xây dựng là 39 m², gần 40 m², và diện tích sàn là 129 m² nha quý anh chị. Và cái phần gộp phía sau hiện tại thì chủ đang đo vẽ cái phần này để gộp vô cái sổ mình thì tổng cộng sẽ là 85,9 m² là diện tích thực tế nha quý anh chị. Đó thì chủ bán toàn bộ luôn là với mình là 7,7 tỷ đó. Nhà hoàn công xây dựng đây. Đó thì bây giờ em sẽ vô quay, em quay cái hiện trạng nhà cho quý anh chị xem ha. Nhà mình thì ngang qua là 4,9 m, nhà xây dựng hoàn công nha, ngang qua là 4,9 m đó. Đây. À, thì nhà mình thì sẽ có một cái phòng phòng khách tương đối rộng quý anh chị ha, phòng khách tương đối rộng đó. Phòng này thì nhà mình là chưa có nội thất ha. À, dạ, để một ít anh, 1.5 thì 0.5 thì nó hơi mờ đó. Ở trên thì tầng thạch cao rồi, đèn led rồi, nhìn đẹp ha. Khu vực sẽ là cầu thang. Thì chủ căn này xây cũng chắc cũng cỡ thời gian cũng cỡ 9-10 năm rồi anh ha. Với cái kết cấu này thì em thấy chắc cũng lâu rồi, nhưng mà được cái là chắc chắn nha quý chị, cái kết cấu nhà rất là chắc chắn, nó là sơn màu trắng đó. Cửa này quý anh chị, cửa này là cửa sắt anh ha, cửa nhôm xuyên phe, nhôm xuyên phe sơn trắng nè đó. Còn có rèm nha quý anh chị, rèm nhà mình quay mặt về hướng này, hướng biển nè quý anh chị, hướng này hướng biển nè, hướng đông bắc nè. Này thì liền kề với phòng khách của mình nè quý anh chị, phòng khách đây đúng không, là khu vực không gian bếp. À, không gian bếp chính giữa là có cái nhà vệ sinh. Thì cái không gian bếp này thì em thấy là mình vẫn còn có thể sử dụng được nè quý anh chị. Nói chung cái này mình về mình chỉ cần thêm nội thất là mình cũng có thể cho thuê được rồi quý anh chị. Bước là cái này thì em thấy người ta làm mô hình spa cũng được, cho thuê cũng được. Ở trong đây thì sẽ có cái nhà vệ sinh cũng rất là đơn giản nhưng mà nó rất là sạch sẽ quý anh chị ha. Lavabo rồi bồn cầu này anh quay vô nước cho khách xem sơ luôn. Đó. Ok ha, cửa thì cửa bình thường thôi. Bây giờ thì em sẽ lên trên cái cầu thang. Nhà mình đã xây là kết cấu là mê lúc cho nên nó rất là chắc chắn nha quý anh chị. Tay vịn cầu thang cũng là gỗ này, gỗ này chắc gỗ thịt nè. Bởi vì em thấy là nhà mình xây lâu nhưng cái gỗ này nó vẫn còn rất là chắc chắn ha. Đó. Thì trên đây để coi thì có mấy phòng ngủ ta. À trên này mình sẽ có hai phòng ngủ. À ồ, nhà mình làm giống như nhà nghỉ khách sạn á. Đó, đi ra ngoài xem nha. Làm giống nhà nghỉ khách sạn á, có này đủ nội thất luôn. Đó, giường, giường này khoảng mét mấy ta? Mét mét 6 hả? Giường này mét 6 này có cái nệm nè. Ồ, có ban công luôn nha quý anh chị, có ban công luôn nè. Đó, ban công. Rồi. Lan can nè, lan can bằng sắt, rất là chắc chắn ha. Để em kéo cái rèm lại hả, cho quý khách xem. Cửa thì sử dụng cho mình cái cửa nhôm xin phe sâu màu trắng rồi. Cũng có chốt cửa đầy đủ hả.
Nói chung nhà này là em thấy là cái kết cấu rất ok quý anh chị ha. Với một cái vị trí vàng như thế này mà có một căn nhà tầm tiền này thì em thấy rất là hiếm á quý anh chị. Đây, cái phần mà em nói là chuẩn bị gộp vô cái sổ á, là cái phần phía trước đây là có rèm che nha quý anh chị, có rèm kéo lại nè, xong cái là kéo qua lại, là khi quý anh chị kinh doanh là mình kéo lại thì không có bị nắng mưa. Là máy di động. Bên này sim mình sẽ có cái cửa sổ cũng rất là bự này. Cửa nhôm cũng như là có một cái khung sắt chắc chắn. Rồi bên đây sẽ có cái tủ quần áo bằng gỗ, kệ bệ tủ để có thể để được tivi hoặc là mình có thể để bàn làm việc ha, để bàn làm việc đó. Gỗ không nha quý anh chị, gỗ đều có thịt đó nha đó. Thịt hết. Cửa này cửa thì ngửa bình thường nhôm sinh phe thì do là cái phần xây là chỉ có 39 m² cho nên là người ta làm cái nhà vệ sinh ở ngoài nha quý anh chị, nhà vệ sinh chung sử dụng cho hai phòng ngủ. Thì có vách ngăn kính luôn nha. Ồ, vách ngăn kính để tắm nè. À, chắc chắn hả? Vòi sen, máy nước nóng, mình bình năng lượng mặt trời, máy nước năng lượng nè. Lavabo nè. Xỉ ha. Rồi, vô đây thì sẽ là khu vực không ngủ. Ồ, cũng có một cái giường mét 6 luôn nè quý anh chị. À, có máy lạnh mà không biết còn dùng được hay không. Nè. Cái phòng này hả? Không, cái này. Ồ, có cái thẻ tủ. Tủ này thì tủ bằng bằng nhôm thôi. Nhôm kính. À, có mấy cái kệ tủ này nhìn rất là đẹp nè. Có cái sổ, cửa sổ nhìn ra bên ngoài nữa. Rồi. Giờ mình sẽ lên cái tầng cuối cùng ha. Ồ, này có gương soi nữa nè anh. Ồ, này có gương soi bự nè. Soi giờ mình coi mình đẹp trai không thôi. Rồi. À, cái bước chân cầu thang đây là mấy cái bậc cầu thang này là chủ họ cũng ốp đá cho mình luôn em quý anh chị, đá hoa cương luôn nè. À, hình như là mỗi tầng mình sẽ có một cái nhà vệ sinh chung ha, hai phòng ngủ. Ồ, ở trên hình như còn có sân thượng nữa nè, xíu lên coi thử nha. Đó thì mình sẽ có cho mình một cái giường gỗ nha quý anh chị, quên chia sẻ nha, giường này giường gỗ chắc chắn lắm nha. Đó, nệm nè, nệm rất là êm luôn, giường này cũng mét 6, có cả bàn làm việc ha. À, này mình mua mình ngồi đây mình tiếp cập cũng được. Đó, cửa sổ khung sắt bảo vệ. Rồi, ban công. Đây sẽ là khu vực ban công của mình nha. Cửa nè, cửa nhôm. Cái tủ này cũng là tủ gỗ. Đó, cũng là gỗ thịt, gỗ nguyên khối nè, rất là chắc chắn nè. Gỗ này giống không biết gỗ cái giống gỗ gì, chắc giống gỗ đỏ quá. Thôi, rất là nhiều ngăn luôn. Là đứng ra quay cho mọi người xem. Cổ cái cửa này. Cái tủ này chứ, cái gỗ nhìn đã thì cái gỗ này chắc chắn lắm nè. Giống như gỗ gõ đỏ vậy hả? Mới, còn dùng sử dụng được. Bên trong này. Cái hướng này hướng biển nè quý anh chị. Hướng này có nghĩa là cái nhà mình á nó cắt cái mặt đường biển Trần Phú, chỉ có một cái nhà này thôi nè. À phải. Lộn. Nó cách chắc cỡ mặt từ cái này cách cái nhà này xong cái nhà dãy nhà phía trên nữa là khoảng bán kính là khoảng 100 m à. Khoảng 100 m là cách biển ha, gần biển ha. Hay cái mặt biển đường biển Trần Phú. Rồi qua bên đây coi thử. À, bên đây là sẽ là cái khu vực à, phòng này thì cũng đầy đủ nội thất, nói chung là nhà mình là đầy đủ nội thất. À, trong mấy cái phòng này chắc có cái phòng này có cái tủ là rẻ tiền nhất ha. Tủ nhôm, dãy gỗ. Này có giường nè, giường chắc chắn nè. Cái giường là gỗ nè. Rồi cả nệm nè. Đó, ô, căn này thấy ok đó chứ. Này vừa ở vừa kinh doanh hoặc không ở, những cô chú mà mình mua mình đầu tư mình không ở thì mình có thể ở, mình có thể là cho thuê lại ngon lành nè. Ô, này có kẻ vòi sen này. Vòi sen máy nước nóng luôn anh. Đó, quay cho khách xem nè. Đó, vô đây. Đó, quay sơ cho khách xem chứ. Đó, vòi sen máy nước nóng nè. Có vách ngăn kính nè. Nhìn thấy sạch sẽ lắm nha. Tuy là lâu rồi nhớ rất là sạch sẽ nè. Quay cây lavabo nè. Giờ mình lên đây đi. Hình như nhà mình tới 4 tầng chứ không phải 3 tầng đâu nha quý chị. Để cho này coi có gì ta. À, trên đây là có phòng thờ.
Phòng thờ nha quý anh chị. Ồ, phòng thờ nha. Phòng thờ cũng tương đối rộng á. Ngoài đây là ban công. Đó, sân thượng tầng 4. Ồ, rất là mát luôn, hướng được hướng biển nè. À, trước mình là chỗ này nó có cái nhà cấp 4 luôn quý anh chị, có nhà cấp 4 cho nên là cái view, cái gió biển nó lùa vô, nó không có bị che lại ha. Nó rất là mát luôn, hướng này hướng biển nè, hướng biển Nhân Phú nè. Bán kính là khoảng 100m là tới biển rồi. Đó, chỗ này là có tòa nhà panorama. Rồi phía sau đó là, phía trước đó là cái quảng trường 2 tháng 4 ha quý anh chị ha. Ủa, dưới đây có cái nhà vườn nữa chứ. Ủa, ngay chỗ trung tâm mà có cái nhà vườn kìa, thấy không? Ồ, đất vàng á nha, đụng vô là phỏng tay đó. Ở bên cạnh này là cái khách sạn Maple nè quý anh chị. Khách sạn to dữ tại cái phần góc đầu lên nó muốn quẹo cổ luôn. Nó không bao nhiêu tầng, chắc cũng có hơn 20 tầng đúng không? Rồi, căn này là 7,7 tỷ. Quý anh chị quan tâm thì alo cho em ha. À, phía sau đây có cái sân thượng phía sau nè. Ở ngoài đây thì quý anh chị cũng có thể phơi đồ ở đây, giặt đồ phơi đồ, cho nên có máy giặt thì chắc máy này đã lâu rồi. Máy này chắc vẫn còn dùng được. Đó. Hai sân thượng trước sau. Vậy là nhà mình là mê đốt hết luôn nha. Đó. Rồi. Căn này là 7,7 tỷ, giấy tờ là phép tí là rõ ràng. Ngay trung tâm của trung tâm thành phố Nha Trang. Rồi quý anh chị quan tâm thì alo cho em là 0353 687 732. Thì em sẽ gửi cho quý vị thông tin sổ sách. Đó, quý chị quan tâm thì em sẽ dẫn quý chị đi xem thực tế. Mình ân ý vị trí rồi mình sẽ thương lượng trực tiếp với chính chủ nhà luôn nha. Rồi, em cảm ơn quý chị nhiều nha. Quý chị thấy hay thì nhớ like video, đăng ký kênh để ủng hộ cho em ăn nha. Và nhấn thêm nút chuông thông báo nữa nha, để có thể nhận được những video mới nhất từ kênh YouTube của em nha quý chị. Em cảm ơn quý chị nhiều nha và hẹn gặp lại quý chị mình vào những cái video tiếp theo của em ạ. Đó thì bây giờ em sẽ quay cái sổ hồng của cái nhà mình cho quý chị xem ha. Thì đầu tiên sẽ là cái địa chỉ nè, số 4C Tôn Đản nè, phường Lộc Thọ nè, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nè. Đó, diện tích là 48,38 m². Đất ở là tại đô thị ha. Đó, thì nhà mình đó là đã xây dựng hoàn công nha quý anh chị. Thì diện tích xây dựng sẽ là 39,6 m². Diện tích sàn sẽ là 129,6 m². Đó. Nhà cấp 3. Đó. Nhà mình là hoàn công vào ngày 17 tháng 6 2015 ha. Đó. Là xây được khoảng đâu là tầm 7 năm rồi. 7 8 năm rồi. Đó, còn đây là sẽ là cái sơ đồ đất của mình thôi quý anh chị ha. Đó, thì tổng diện tích thửa đất là 50,7 m². Đó. Thì từ cái phần phía trước này thành lối đi chung ra thì là diện tích thực tế còn lại mình là 48,38 m² đây. Đó, thì trên đất quý anh chị có thể nhìn thấy cái hẻm này đi vô nhà mình nè. Đó, hẻm vô nhà mình nè. Hẻm rộng 1m34 đây. Đó, nhà mình sẽ xoay mặt về hướng đông bắc nha quý anh chị, là nhà hoàn công hết rồi nè. Đó. Đó, tầng 1, tầng 2 và tầng thứ tư là cái tâm làm cái phòng thờ quý anh chị. Đó. Đó, rồi vì sao mà quý anh chị lúc em nói là diện tích thực tế nó là 85,9 á, thì đây là nha quý anh chị. Thì chủ của họ đang gộp sổ lại cái phần sân nha quý anh chị, gộp cái phần sân vô cái nhà mình, cho nên là diện tích thực tế là lên tới 85,9 m² nha quý anh chị. Đây, phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất nè. Gộp gồm là thửa đất là 289 cộng với thửa là 204. Đó, tờ bản đồ số 20 nè. Đó. Cái phiếu này là để đo đạc theo dự án là cấp đổi giấy chứng nhận nè, là cấp đổi sổ mới nè. Tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Nha Trang nè. Đó, thì tổng diện tích sẽ là 85,9 m². Đó, trong đây thì sẽ có là 48,4 m² là đất ở tại đô thị và 37,5 là cái phần đang chuẩn bị gộp vô nè quý anh chị. Đó là cái phần sân của mình á nha quý anh chị. Đó, nhà mình hoàn công ở đây thì cái phần đó là gộp hai cái phần này lại là quý anh chị. Đó, chữ C và chữ B nè. Đó. Rồi quý anh chị thấy căn nhà này nó phù hợp với nhu cầu của mình, vừa ở vừa kinh doanh, hoặc là mình mua để mình đầu tư, mình cho khách du lịch họ thuê, họ làm những cái dịch vụ cho khách nước ngoài á. Đó, quý anh chị thấy giá này hợp lý, phù hợp nhu cầu thì alo cho em ha.